Chú Đồ Bạc xin chào các bạn. Chú Đồ Bạc này ôm hai cái này quảng cáo một xíu nha các bạn, tại vì cái này nó người ta sử dụng cái thương hiệu logo Chú Đồ Bạc này nha. Ha. Cái này cái hộp cũ cho nên nó hơi cũ chút xíu, sản phẩm này Bảo Binh Nhật sản xuất 100% nha các bạn. Clip này mình muốn review một lần rõ ràng lại cái sản phẩm án Nhật Bản thay thế cho vật liệu lọc và ít thay nước. Mình dùng là ít thay nước chứ không phải là hoàn toàn không thay nước, là nó khác nhau nha các bạn. Thì trước clip mình muốn nói là gì? Mình review, mình là người sử dụng sản phẩm, mình không có bán sản phẩm này. Các bạn hỏi mình có thể là tư vấn này nọ và hỏi giá tiền bao nhiêu, mình có thể tư vấn cho các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ sản phẩm này hai nhà đồng phân phối độc quyền ở Việt Nam là Cá Rồng Đất Thủ và Cá Rồng Sách Tay. Các bạn muốn mua tìm hiểu hai sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp bên đó, còn hỏi Chú Đồ Bạc về cách sử dụng này nọ và những cách Chú Đồ Bạc đang sử dụng, đang review sẽ chia sẻ nha. Nói lại, Cá Rồng Sách Tay và Cá Rồng Đất Thủ, các bạn lên mọi nền tảng mạng xã hội đều có liên hệ ha, mua hàng nha. Hôm nay mình chia sẻ rõ ràng cái hộp này, bỏ quên quan trọng là trong cái bột trong đây nó bằng than đá, than, bằng đất sét hay là cát chả biết, mình không quan tâm tới, mình chỉ là người sử dụng sản phẩm. Còn các bạn muốn nghiên cứu gì thì mua về nghiên cứu ha, đi phân tích thì phân tích, Chú Đồ Bạc không có trách nhiệm đó đó ha. Có nhiều bạn nói này là gì, nó giống vật liệu gì đó kệ không biết, trên thị trường cũng có kệ không biết, ở đâu cũng có kệ không biết, nhưng mình đang review sản phẩm này, mình đang sử dụng thấy nó ok. Thì trong một cái hộp này, sản phẩm này có một cái túi lọc như vậy. Trong một hộp này nó có 5 bịch. Nhà sản xuất người ta nói cho sử dụng cho 50 lít trong cái này. Các bạn bỏ vào cái lọc, hay nhất là các bạn bỏ vô một cái túi mùng gì đó giữ lại để cho nó đừng có ra cái chất này nhiều. Nhà sản xuất người ta nói thay cho vật liệu lọc luôn. Có nghĩa là sao? Cái hồ cá của mình đã đang áp dụng hai hồ này và cái hồ bên ngoài. Các bạn xem một chút xíu, mình dẫn ra hồ ngoài cho các bạn xem luôn. Đây, ở trong cái chỗ này, đó là mình đang, vậy nè các bạn, mình đang bỏ vô vậy nè. Đang bỏ vô vậy nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đang bỏ vô vậy. Đừng nên quá đụng vô cái này, hoặc là trên một cái này nó có một cái lớp này giữ lại, ém lại. Khi bỏ sản phẩm này vào, thì bỏ nhẹ nhàng. Tất cả trên đây nè, cái lọc này mình hoàn toàn không sử dụng vật liệu lọc gì hết. Và mình sẵn có một cái UV bình thường, ở đây mình sẵn có một cái UV bình thường, có túi lọc bình thường. Đó, cách bỏ sản phẩm này là bỏ vào lọc trực tiếp. Dưới đây cũng vậy, mình đang sử dụng nhờ camera đẩy vô. Là không có vật liệu lọc, mình thay thế cho vật liệu lọc 100%. Hồ này mình sử dụng được 2 tháng rồi. Rồi bây giờ camera tắt cái. Mình sử dụng hôm nay gần 6 tháng rồi. Ở đây cũng có cái UV, cũng có mọi thứ, cái mình để vậy mỗi ở trên cái sản phẩm này mình nên, tại mình đây mình sử dụng 100% luôn. Còn cái lọc các bạn biết nó có về về kệ nó, muốn đụng vô cũng được các bạn ha nè. Đó trong đây đang đây nè, đó các bạn thấy chưa, nó không sao hết nè, đang có nè, các bạn đụng là nó sẽ trôi, nó trôi rồi nó sẽ xuống nước liền các bạn nè, coi nè, đó nó đụng nó trôi nó xuống nước, nó sẽ làm đục nước, cho nên là mình hạn chế đụng trên đây, mình chỉ giặt cái lọc, các bạn đụng xuống nó trôi xuống, nó sẽ trôi lên vậy, nó sẽ lọc lên lợi vậy, thì lúc đó là nhất thời là nó sẽ bị đục nè, đụng được đụng đụng động động đục nó sợ là nó không chịu ăn á. Khi mà cái hồ cá đục là cá nó sẽ dễ bị không ăn, nó khó chịu các bạn. Các bạn thấy nước nó đục không? Đừng có đụng vô cái lọc. Mình muốn làm cho các bạn xem là đừng có đụng vô cái lọc đó, cho ăn bình thường. Rồi. Cá vẫn ăn bình thường. Để cho ăn xong rồi mình đã nói. Đó. Các bạn thấy cá mình nó ăn như vậy là ăn bình thường nè, các bạn thấy không? Thì khi mình nhờ camera quay sát là khi mình đụng lên trển cái hồ nó hơi động hơi nhẹ cho nên con cá nó khó chịu đó, con cá này sẽ khó chịu nước dơ mà các bạn, đó đụng vô vậy. Thì khi mà sử dụng bên đây mình sử dụng nay gần 6 tháng, cái này như nãy mình nói không phải là không thay nước hoàn toàn, tại vì trong nước mình thứ nhất trong đây các bạn xài thời gian nước sẽ cạn, cái thứ hai là hồ mình sẽ dơ thì mình chà hồ mình rút ra mình thay, cái thứ ba là gì, có những cái cặn đây nè, mình thấy con cá nó ị xuống rồi những gì, hoặc này là mình muốn á mồi dư á, mình tọt ống vô mình rút ra, mình vệ sinh hoặc lấy vợt mình rút ra thì nước nó sẽ cạn xuống thì mình thay, hoặc là buồn buồn cứ thay nước mà không bắt buộc là phải mỗi ngày phải thay hoặc từng lễ thay một lần. Cái này cái hồ này mình để thử 3 tháng liên tục mình không thay,
pH không có hạ, mình đã nằm trong cái khoảng là từ 6.5 đến 7.5 là ok. Là các bạn có thể là thay nước khi mà thấy nước nó dơ, thấy cái nào thấy tình trạng khó chịu mình trà hồ mình cứ thay nước bình thường cũng sao, còn không rảnh thì để không thay nước từng lễ nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng không thay nước cũng không sao. Chỉ cần bỏ này vô trong lọc ha. Đó ok rồi, cái hồ này mình review các bạn xem như vậy đó. Thì rất là bình thường cái hồ này các bạn ha. Đó. Mình sẽ vô trong mình nói chuyện tiếp cho các bạn, cho các bạn xem. Rồi, tại nhiều bạn đang thắc mắc. Và bây giờ mình sẽ cho con mấy con cá này ăn các bạn ha. Nó không ăn cũng không sao. Nó không ăn cũng kệ nó. Nó ăn thì cho ăn, không ăn cũng kệ nó, các bạn đừng quan tâm. Đừng có quan tâm, bởi vì chính vậy mình nuôi cá phụ kiện ở trong đây. Đó, mình muốn cho các bạn xem để làm cái gì? Để cho các bạn biết là khi vẫn không thay nước cá thì vẫn ăn bình thường ha. Còn cái độ sung là tùy theo mỗi con, chứ cái sự no đủ mỗi ngày mình cho ăn hàng ngày thì nó khác, cho ăn lâu lâu cho ăn lần nó khác. Mình muốn hôm nay mình lấy tép mình cho ăn, chứ không phải nếu mình bỏ dế bỏ những cái mồi phụ vô thì cá nó phải mê được. Tại vì á, con cá đồng nó ăn cái mồi tép là cái mồi nó không thích, nhất mà nếu mà tép đông lạnh là cái mồi nó không thích các bạn ha. Bỏ này mà bỏ dế bỏ sâu bỏ nhái bỏ mấy cái mồi phụ vô là rồi nồng nọc vô nó dí tung đung 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 luôn các bạn. Đó, nó dí đùng đùng luôn. Các bạn thấy nó vậy chứ mà thả xuống cá đồng nó ăn nước trên này các bạn, không xuống chìm nó không ăn. Cho nên mình phải nuôi những con cá phụ kiện để kèm theo nó, để nó dớt ở dưới, chứ mấy là mình dớt mình gặp tại con cá như có tiêu có đứng tính nó, có con cá nó xuống mặt nước thấp nó có ăn, có những con nó không xuống mặt nước thấp nó ăn. Đây mình đang review mình nói về cách cho ăn rồi. Thì một hộp như vậy nhà sản xuất người ta khuyến khích mình sử dụng cho 50 lít, thì các bạn biết giá trị, cái giá trị này mình không có bán nhưng mà bên khác bán, nhưng mà mình không muốn nói giá trị trên clip mình nói lên, cái nhiều bạn nói mình bán hàng chào hàng cái giá trị nó cao. Thì nếu mà mình sử dụng đúng theo nhà sản xuất thì nó rất là tốt, nhưng mà nó hao thì bạn biết bên nước ngoài, bên Nhật mà xe Nhật hay những gì của Nhật giá trị nó rất là cao và nó được tốt. Cho nên nếu mà sử dụng như vậy thì nó rất là cao trên cái bình. Nếu mà khi mà đầu tiên các bạn đang nuôi cá, bắt đầu nuôi cá thì các bạn đầu tư vô thì nó không mắc, nhưng mà khi các bạn đã đang có vật liệu lọc mà các bạn bỏ cái này vô mà thay thế 100% tiêu vào, thứ nhất bỏ cái vật liệu lọc cũ uổng ha. Khi mà đầu tư vô các bạn làm thì các bạn sử dụng cái này vô hết là nó quá tiện rồi. Còn bây giờ mình đang nói tình huống là đa số đang nuôi mà thấy cái hộp này sử dụng tới tiện, tại vì nó không cần thay nước trong thời gian dài. Mình nói không cần thay nước trong thời gian dài cái hoàn toàn, không cần thay nước hoàn toàn, dám chắc không bao giờ tốt. Tại vì trong chổng mình phải tìm cách lấy ra này nọ. Bỏ một cái này, nếu mà cái hồ này 200, các bạn khoảng chừng 200 lít thì các bạn có thể sử dụng hai hộp này ha. Còn hồ lớn hơn thì sử dụng nhiều hơn và thay cho vật liệu lọc, hoặc là để kèm theo vật liệu lọc kế bên, để này kèm từ một ngăn để vô xong trồng lên. Nó có trong đây nó là cái khoáng chất nó gì đó mình không có biết, nhưng mà đại khái không cần thiết thay nước trong thời gian ngắn, hồ cá vẫn ok. Mình các bạn thấy không, hồ cá mình nè dơ thì mình chà ha, nước cái cặn này nè, những cái gì mà nó không ăn hút nước ra chăm lên bình thường. Rồi khi nào nó hết, nhà sản xuất người ta khuyến cáo cái này là sử dụng khoảng 6 tháng trở lên, phải ít nhất là phải 6 tháng trở lên nó mới hết tác dụng. Mình sử dụng 5-6 tháng rồi mình thấy nó vẫn bình thường, nó vẫn bảo đảm cho cái hồ cá mình ok, con cá mình vẫn tốt các bạn ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái cứ quay đi để mình lấy cái pH mình thử luôn cho các bạn xem cái độ pH. Mình rất là ít đo pH nha, mình chỉ đo pH là khi mà mình sử dụng mình đo pH để mình là thí nghiệm cái sản phẩm này mình mới đo pH thôi, chứ thực chất là mình không có đo pH. Sẵn chỉ các bạn đó, rồi bỏ này, bỏ nước vô, sử dụng cụ đo mà đo bằng cái này là chính xác, gần như là chính xác nhất đó các bạn ha. pH nó bỏ vô mà cái nước các bạn mà nó nâu là pH nó rất là thấp, tại vì phần đông nếu mà không thay nước hồ cá thì pH nó sẽ thấp, thì nước nó sẽ nâu, nước nó nâu thì nó sẽ xuống khoảng cái này. Nhưng mà cái này nó các bạn thấy rồi đó, lắc lên các bạn phải lắc lên nha, lắc lên đó khoảng thôi, không thể nào chính xác được. Thì các bạn thấy nó nằm khoảng đây đâu, 7 chấm nè, nè nhìn thấy không đó, nhìn khoảng các bạn thấy nằm trong đây là ok rồi nè. Đó, ở đây xuống đây mà xanh quá thì nó là cao quá, còn xuống chỗ này thì thấp quá, còn cái này nằm trong khoảng này là ok nè. Các bạn thấy nằm trong ba cái khoảng này là ok nè, nhất là hai khoảng cuối cùng là tốt nhất đó, màu xanh này đó. Không thay nước thường xuyên mà độ pH vẫn đảm bảo thì hết. Thì cái trong đây nó có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tại công ty này nó làm bên Nhật, nó thích ui mến chú Đồ Bạc, nhờ chú Đồ Bạc xin phép chú Đồ Bạc cho cái logo để lên đây về cá chú Đồ Bạc nhiều, tại chú Đồ Bạc đã test review qua rồi và trong chổng có cái tiếng Việt hướng dẫn sử dụng. Các bạn muốn biết thì mua
hoặc là mua về tìm hiểu liên hệ, trong đây nó có thông tin những nhà sản xuất bên nước ngoài hết. Thì cách sử dụng rất là đơn giản, nói lại thay cho vật liệu lọc 100% cũng được, kết hợp với vật liệu lọc cũng được. Cái này nhà sản xuất nói là 50 lít nhưng mà sử dụng 100-150 lít cho một hộp vẫn được, nếu có điều kiện sử dụng hết như chú Đồ Bạc. Tại chú Đồ Bạc chùa miễn phí nên là chơi hết luôn các bạn, còn có bỏ tiền ra thì phải suy nghĩ, đâu chua quá cá chùa cho nên nuôi cá cộng đồng cũng sao các bạn ha. Khi bỏ vào, các bạn nãy mình nói lợi, các bạn nên thứ nhất bỏ nhẹ nhàng, thứ hai nên bỏ trong những cái túi các bạn nãy thấy trong clip rồi, nếu mà động á, là nước nó sẽ xuống. Nó xuống là gì? Thứ nhất con cá, cái hồ mình nó sẽ xấu. Cái thứ hai là cái gì? Con cá mình nó sẽ khó chịu. Bữa sau mình sẽ làm thêm clip review vô, làm lợi từ đầu. Hôm nay mình đang làm review clip đang sử dụng, mình sẽ làm một clip quay lại từ đầu. Hình như bên cá rồng Đắc Thủ với cá rồng Sách Tay đó có làm review đó các bạn xem, là khi mà bỏ vào, khi mới bắt bỏ vào, tại vì bữa trước mình mới bỏ vào mình cũng chưa có kinh nghiệm, các bạn xem clip trước nó hơi động, nó hơi động cho nên là nó bị chảy nước xuống, rất là nó bị chảy xuống nhiều. Nhưng mà khi cái hồ này mình có làm nhưng mình không có quay cái lúc đó, tại lúc đó không mình không có quay. Các bạn bỏ nhẹ nhàng, bỏ gọn ghẽ ha, thì nó sẽ không bị đục. Còn mấy là bị đục, nhưng mà bị đục khoảng 2 đến 3 ngày, cùng lắm 2 đến 3 ngày nó sẽ trong lại. Cái đó là bình thường. Còn nếu các bạn quậy, các bạn mà lắc vậy bỏ xuống là nó đục cả tầng luôn, gán chịu nha. Thậm chí các bạn thấy không, mình đang nuôi, đang ổn định mà chỉ cần đụng một cái nè, nhờ camera quay lại một cái cho mọi người thấy, đụng một cái là nó sẽ đục liền. Đụng một cái sẽ đục liền, các bạn nhìn kỹ nè nha ha, đụng một cái nè. Đó, nó xuống liền nè, các bạn thấy chưa? Nó xuống liền. Đó, cho nên các bạn thứ nhất hạn chế đụng, thứ hai sử dụng những cái màng trắng cái gì đó để cho như vậy, đang ổn định các bạn đụng xuống nó đục liền nữa chưa. Cho nên là mình phải biết cách sử dụng. Mình chú Đồ Bạc kinh nghiệm sử dụng tại bên bển, người ta bên Nhật, cái này là công nghệ sản xuất 100% bên Nhật, ta nghiên cứu ra rất là nhiều, được đà bằng phát minh sáng chế luôn, độc quyền bảo hộ sản phẩm gì bên nước Nhật, cái sản phẩm này các bạn ha, chứ không phải là sản phẩm tầm sàm balat gì các bạn nha. Ok, thì mình review đến hôm nay cho các bạn xem, nói chung là một sản phẩm mới, muốn biết, muốn tìm hiểu rất là lâu, trong một clip không phải nói, mình sẽ làm nhiều clip mình review cho các bạn xem. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những clip sau. Nhớ cá rồng Đắc Thủ, cá rồng Sách Tay liên hệ nhé. Xin chào tạm biệt, hỏi chú Đồ Bạc thì cách sử dụng cho bạn sẽ tư vấn nha. Xin chào.